của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một bông hoa màu cam của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Các bạn sẽ cắt ra này. Sau khi cắt xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tập và tạo thành cái hình cánh hoa nhé. Rồi, đây là 8 cái phần cánh hoa của mình. Các bạn sẽ mở những cái phần cánh hoa ra và các bạn sẽ gập cho mình cái phần này. Các bạn gập vào đây. Đó, cái phần này. Cạnh bên dưới này các bạn gập lên và các bạn sẽ cho hai cái phần lại với nhau dưới lại đây. Chúng ta sẽ có một cái phần này sẽ là cái phần cánh hoa, dán keo vào đây để cố định nhé. Rồi cho hai cái phần nó phồng ra là được. Tiếp theo các cái phần cánh hoa còn lại các bạn cũng được tương tự. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã có đủ 8 cái phần cánh hoa rồi và mình sẽ dán 8 cái phần cánh hoa này lại với nhau nhé. Mình sẽ dán vòng hai cái phần cánh hoa đầu và cánh hoa cuối lại. Rồi, chúng ta có một bông hoa như này và tiếp theo là nó cần có một cái mị đúng không? Mình sẽ cắt một cái hình tròn nhé để mình làm cái phần mị cho cái bông hoa.
Rồi, đây sẽ là cái phần mỹ hoa của chúng ta. Và bước cuối cùng là mình sẽ đi cắt cho cái bông hoa này cái phần lá. Lá ở bên dưới nhé. Thì cái phần lá của nó thì sẽ có một xanh lá cây. Để mình cắt cái từ đấy một xanh lá cây này cho mình cho mình. Mình đập nó lại như này thì mình sẽ cắt nó thành cái phần lá. Các bạn mở nó ra thì cái phần lá của nó sẽ có màu xanh này. Bây giờ các bạn sẽ dán xuống dưới cái bông hoa màu cam nhé. Nếu cái lá này nó đã bị to quá thì các bạn có thể thu nhỏ lại cũng được. Còn mình sẽ thích để cái phần lá nó to hơn như này. Và như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bông hoa màu cam rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một bông hoa màu xanh dương của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Rồi, tiếp theo hai từ đấy còn lại thì các bạn cũng cắt tương tự nhé. Rồi, và cái phần từ đấy nút xanh cuối cùng nhé. Mình sẽ có ba cái cánh hoa cuối cùng nhé. Là hình trái tim cuối cùng. Đây sẽ là tất cả những cái phần cánh hoa của mình. Mình có 12 cái phần cánh hoa hình trái tim nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi dán những cái phần cánh hoa này lại với nhau nhé. Các bạn sẽ dán úp xuống như này. Bây giờ các bạn sẽ dán keo ở đây. Dán hai mặt của nó lại này.